đoàn của Hội đầu tư Thái Bình tại thành phố Hồ Chí Minh hôm nay lên dự họp mặt với lại Hội đầu tư Thái Bình tại tỉnh Đắk Lắk và đang tổ chức, và địa điểm tổ chức là tại hội trường ở bảo tàng lịch sử của tỉnh Đắk Lắk tại thành phố Buôn Ma Thuột. Và đây là quang cảnh của bảo tàng lịch sử, một cái khuôn viên rất là rộng và có những cái cây thành viên cái cây này là gọi là cây gì nhưng mà cây rất là to. Và hôm nay thì trong đoàn thì các anh chị cũng có bác tỉnh, anh Trần Văn Phòng và đây là nghệ sĩ Hải Yến, chị Thành Hiên và anh ca sĩ Nội Thành. Rồi, xin cảm ơn các bạn. Thái Bình quê.
thống của châu Âu quý vị. Và nếu ai hỏi em nơi nào em yêu nhất là Thái Bình, tỉnh ấy quê tôi, mỗi dòng sông tết người tết đất cứ lung linh như ngọc sáng ngời. Và khi nói về Thái Bình thì mảnh đất của chúng ta có những cái phong cảnh rất đẹp, nhưng mà người Thái Bình thì rất là hiền hòa, nhân hậu, trung thực và rất là linh hoạt, rất là nhiều những nhìn hình trong cuộc sống. Và bây giờ chúng ta sẽ đến một ca khúc cũng biết về Thái Bình. Hãy về quê hương em ơi, hãy đến thăm quê hương anh Thái Bình, về gặp biển Đồng Châu khi chiều về sóng vỗ. Và ca khúc này sẽ qua sự thể hiện của MC Thành Viên cũng như nghệ sĩ Hải Yến. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Amen.
bỏ sách của mạng, tiếng nói đau bỏ của đất của bồn, tiếng nói mang hơi thở mặn mỏi của biển, tiếng nói thân thương mà đầm ấm lạ thường. Và ngày hôm nay thì Hội Đồng Hương Thái Bình lên trên này và rất là xúc động vì từ ngày hôm qua được lãnh đạo của các bác như là bác Viễn rồi bác Vinh và anh Toàn và các anh khác thì là tiếp đón rất là nồng nhiệt, thể hiện cái tình cảm quý báu gắn bó gắn kết giữa hai Hội Đồng Hương Đồng Hương Thái Bình ở Sài Gòn cũng như Đồng Hương Thái Bình tại Đắk Lắk. Dù đi xa nhưng mà người Thái Bình thì lúc nào cũng quấn quýt với nhau, cũng đoàn kết, cũng thương yêu với nhau, điều đó rất là quý. Và ngày hôm nay thì xúc động quá, cũng chúc cho Hội Đồng Hương Thái Bình tại Đắk Lắk, các bác anh các chị chúng ta hoạt động thật là mạnh mẽ và thật là đầy ý nghĩa. Và tôi cũng xin nói sơ về Hội Đồng Hương Thái Bình tại Hồ Chí Minh, thì Hội Đồng Hương Thái Bình thì rất là đông, cũng là một trong cái hội mà có thể nói là hoạt động lớn nhất ở Hồ Chí Minh. Và hội thì có hàng ngàn thành viên và có thành lập được các chi hội ở tất cả các quận huyện, ví dụ như là Hội Đồng Hương Thái Bình, Hồng Thư, Kiến Sương, Tiền Hải, rồi và Hội Đồng Hương Thái Bình ở các quận ở Hồ Chí Minh như là quận 12, Hóc Môn, Củ Chi hoặc là quận 7, Cần Giờ, vân vân và vân vân. Đó thành ra là hoạt động rất là mạnh và rất là đông. Chỉ hội còn có các câu lạc bộ như câu lạc bộ về golf, câu lạc bộ về tennis, câu lạc bộ về nước, về sáu diều, và câu lạc bộ về văn nghệ cho các nghệ sĩ nổi tiếng như nghệ sĩ nhân dân Đỗ Lộc làm trưởng ban, và có các nghệ sĩ nổi tiếng như nghệ sĩ nhân dân Thu Hiền cũng là người của Thái Bình. Vâng, thành ra là hội hoạt động rất là mạnh. Và ngày hôm nay thì Bình Yên xin thay mặt cho Hội Đồng Hương Thái Bình để sự ủy quyền của các anh lãnh đạo hội ở Hồ Chí Minh thì xin kính chúc cho, trước hết là kính chúc cho hội nghị chúng ta thành công tốt đẹp, kính chúc cho các bác các chị trong ban lãnh đạo dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và có thật là nhiều niềm vui. Và chúc cho tất cả quý vị là năm mới chúc các quý vị là sức khỏe nhiều, tiền bạc rủng rỉnh, thoải mái yêu, gia đình hạnh phúc, bè bạn quý, ta phải xong chơi mỗi buổi chiều. Xin cảm ơn ạ. Và hội thì cũng có một cái hãng hoa tươi thắm để kính tặng cho Đồng Hương Thái Bình thầy Đắk Lắk. Xin mời bác nhân. Và xin thành viên tôi xin giới thiệu là bác Phạm Văn Tịch là thượng tá đang nghỉ hưu và cũng là tránh văn phòng của hội. Còn đây là chị Ngô Thu Thủy là chủ tịch hội đồng quản trị của tập đoàn nước giải khát và Fukushima rất nổi tiếng tại Hồ Chí Minh và người luôn đồng hành với Hội Đồng Hương Thái Bình tại Hồ Chí Minh, luôn tài trợ tại các chương trình học văn của hội. Và lần này lên Đắk Lắk thì chắc là chị cũng có cái nhã ý là sau này sẽ tài trợ nước uống cho hội và quản trị. Cảm ơn toàn thể quý vị rất nhiều để không tốn thời gian, và rất là mong quý vị nếu mà khi mà
bạn đi xuống thành phố Hồ Chí Minh thì văn phòng của Hội đầu tư Thái Bình ở tại 217 đường Lê Trang Long, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh. Xin mời quý đồng hương cứ ghé vào và các cán bộ văn phòng trực ở đó sẽ mời quý đồng hương là khách đến chơi nhà, đốt than, quạt nước, pha trà, mời người chơi, một chén và đồng hương Thái Bình, thành phố Hồ Chí Minh vui lòng. Xin cảm ơn ạ. Thay mặt cho ban liên lạc. Kính thưa các vị đại biểu, sau 2 giờ chúng ta tổ chức gặp mặt, chúng ta được thưởng thức văn hóa văn nghệ bằng những tiếng hát, bằng những lời ca truyền thống của những người con Thái Bình. Hôm nay chúng tôi khi ta đi hát để biểu diễn thưởng thức những tiếng hát của mỗi một thành viên, mỗi một hội, chúng ta được thưởng thức đồng hương thành phố Hồ Chí Minh với điều kiện rất là xa, nhưng mà các anh rất nhiệt tình đã về dự với chúng ta và đã có một cái chương trình văn nghệ rất là tình cảm, ấm áp và mang những không khí của những làng bản chèo của quê hương. Chúng ta được đón nhận giới thiệu các đoàn đại biểu về dự với gặp mặt ngày hôm nay. Đặc biệt là chúng ta được đón nhận lời phát biểu nhiệt tình cảm đoàn đại biểu thành phố Hồ Chí Minh. Về tình cảm ấm áp và có những lời thể hiện trong cái không khí tình cảm như này, chúng ta sẽ được thưởng thức về những cái ý kiến phát biểu và động viên cũng như thể hiện những tình cảm sâu gắn bó để tiếp tục những chương trình và những năm tháng sau thì chúng ta sẽ có một cái hứa hẹn đề nghị với lại chúng ta. Đặc biệt là về cái tổ chức thì báo cáo với hội nghị chúng ta là chúng ta không tổ chức thường niên mà ba chúng ta mới tổ chức một lần. Đó là huyện Ea Leo, cách đây 82 cây.
với tỉnh Gia Lai. Và nơi mình cũng quen cách đây 70 cây, đó là Nguyễn Ea Súp. Nguyễn Ea Súp đặc biệt lại là một huyện giáp biên giới với Campuchia. Hiện nay Hội đồng hương Thái Bình đã được mở rộng đến tất cả các huyện, thịnh và thành phố. Ngoài ra các huyện, thịnh và thành phố còn có các hội đồng hương của các huyện, của các xã cũng được hình thành trong tổng thể Hội đồng hương Thái Bình. Hiện nay số hội viên thì có gần 5.000 hội viên. Thế nhưng do cái điều kiện hậu trường và điều kiện về địa lý, hôm nay chúng tôi chỉ mời các vị đại biểu đại diện cho các hộ chứ không phải mời hết. Còn lại các hộ và các chi hộ bước vào đầu xuân của năm 2023 xuân Quý Mão đã tổ chức gặp mặt, và tới đây chúng tôi được biết có những đơn vị sẽ tổ chức kỷ niệm 20 năm ngày thành lập hội, nhưng là của hội Kim Châu em hội của huyện Kim Hà sẽ tổ chức kỷ niệm 20 năm. Đây là các bác đồng hương ở đồng hương Thái Bình tại Đắk Lắk, hiệu huyện Cư Mờ Nga, Cư Mờ Nga, vâng, đó, đó rất là tình cảm. Cảm ơn các bác. Chú voi con ở bản Đôn. Chú voi con ở bản Đôn chưa có ngà nên còn trẻ con. Đừng ra chú đến với người rất tham ăn với lại ham chơi. Voi con ơi, voi con ơi, mau lớn nhanh có đôi ngà to, có thức đi muôn dặm đường xa, kéo gỗ cho buồn nàng của ta. Cảm ơn đồng hương rất nhiều. Nhạc sĩ Phạm Duyên. Dạ. Bác ơi, như vậy là bác có thể giới thiệu là bác đang ở huyện nào không? À, dạ, hiện tại đang ở huyện Chư Quynh của tỉnh Đắk Lắk. Dạ vâng. Rất hân hạnh được gặp đoàn của thành phố Hồ Chí Minh có tấm lòng nhiệt tình. Dạ. Đường đất xa xôi nhưng về dự một cái ngày gặp mặt của đồng hương rất dạ. thành công tốt đẹp và đóng góp những chương trình văn nghệ tuyệt vời. Dạ, dạ, không biết nói gì hơn, từ huyện Chư Quynh dạ. chúc các anh luôn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công trong cuộc sống. Dạ. Lần sau nếu mà còn nhiều thời gian thì tụi em sẽ lên thăm các bác ở huyện Chư Quynh. Dạ. Dạ. Đi đâu cũng gặp các bác Thái Bình như này rất là nồng nhiệt mà rất là chân thật và mộc mạc bác ạ. Vâng. Anh thích lắm. Dạ. Dạ. Cảm ơn các bác. Đây còn vâng. các bác kia cũng rất là xinh đẹp nha. Chào chị nhá. Dạ. Chị cũng ở huyện Chư Quynh nhỉ? Dạ cũng ở huyện Chư Quynh. Chư Quynh nhỉ? Ở ngoài Thái Bình là chị ở huyện nào? Dạ ở Đông Hưng ạ. À Đông Hưng à? Dạ. À thế à. Thế là chị vào đây chắc cũng lâu rồi hả? Dạ cũng lâu rồi ạ. Thế chị có đây cảm nha. Dạ. À, đây, xã. Dạ. Thế chị có cảm nghĩ như nào về tình cảm của người Thái Bình ở ở Đắk Lắk nói riêng và cả nước Việt Nam về nói chung? Dạ, tình cảm về người Thái Bình ở Đắk Lắk nói riêng và ở cả nước Việt Nam nói chung thì sống ở đâu cũng rất là đoàn kết. Dạ. Rất là dễ thương. Con dạ. người Thái Bình đi đâu cũng rất là giỏi giang. Dạ, dạ vâng. Thế chị có thể hát một vài câu về Thái Bình đi. Dạ. Dạ. Thái Bình hả? À. Lúa xanh như vây gọi, tiếng ca như chào mời, bạn ơi hãy đến Thái Bình quê em, mát xanh nước Đồng Châu bao quanh sông Trà Lý, xa xa là Thái Thủy, một vùng đất nên thơ. À hát nữa em cầm máy giùm em. Bây giờ đồng hương sẽ hát cùng với lại thành viên bài Nắng Ngắm Quê Hương đi. Rồi qua rồi. Đồng hương ở đây, đồng hương ơi. Phù hoa đây, phù hoa, đồng hương phù hoa.
Anh đến quê em một chiều nắng ấm, khúc hát quê hương xu dài theo sóng. Thái Bình ơi Thái Bình, ai đặt tên cho đất Thái Bình từ bao giờ? Mà trong nắng trong mưa lúa vẫn lên xanh tốt, mà trong bom trong đàn đất vẫn cứ sinh xuôi. Thái Bình ơi sao mà yêu đến thế? Anh yêu Diêm Điền rừng Thủy Lao gió hát, anh đi tắm mát về bãi biển Đồng Châu, anh qua con sông sâu, sông sâu đã đâm cầu đưa em về Đồng Coi. Anh thương em anh nói, em dệt đôi chiếu hoa cho anh trải giữa nhà, mời thầy mẹ sang chơi để em thưa, để anh thưa đưa em về quê mình, cùng làm lúa cùng làm hoa cùng dệt cói cùng đan mây. Tay em trổ vàng tay anh chạm vàng, làm giàu cho quê hương Thái Bình em đã mà anh yêu thương. Quá hay. Với người con gái mà anh yêu thương. Rồi, cảm ơn. Miền quê đó Thái Bình mà để lòng ta yêu thương. Đây là quang cảnh của bảo tàng lịch sử và Đắk Lắk đây nè quý vị đó. Hôm nay thì hội đồng hương Thái Bình tại Đắk Lắk là tổ chức ở đây, và đây là một cái khuôn viên rất là rộng rãi và rất là thoáng mát, có những cái cây rất là to và rất là vui. Và khi mà được về đây dự, xin cảm ơn các anh rất nhiều, cảm ơn quý vị rất là nhiều. Dạ hội rồi anh về theo em để câu hát vẫn vương trong lòng, được sông kia hai dòng như em trao yếm đào anh nhận làm tin, em trao yếm đào anh nhận làm tin. Biết mai mình có về cùng nhau để câu hát trao duyên ngày hội. Áo khăn đây xin người giữ lại, đây xin người để lại. Mai xa rồi em nhớ em thương, mai xa rồi thương lại càng thương. Hay đó. Người ơi nhớ về hội hôm nay. Hội của trao duyên, hội của hẹn hò. Hội của trao duyên, hội của hẹn hò. Người ơi nhớ về áo khăn em chờ đến ngày hội sau. Áo khăn em chờ đến hẹn lại lên. Lấy cái tư liệu này. Rồi em cứ chạy vòng một vòng thôi, anh quay xong. Đây là tượng đài chiến thắng tại trung tâm thành phố Buôn Mê Thuột. À, có một chiếc xe tăng thật đúng không? Đi về hướng Đông Bắc lên Lê Duẩn, cao tốc 02. Này là cái năm 10 tháng 3 giải phóng. Giải phóng Buôn Mê Thuột ha, 10 tháng 3 năm 1975 này. Đây là ngã 6, đây tượng đài chiến thắng. Rồi. Đây cũng là trung tâm thành phố Buôn Mê Thuột nữa này. Rồi em. Đó. Ra khỏi vòng xuyến vào Lê Duẩn. Rồi.
100 mét nữa, tại vòng xuyến, tiếp tục đi thẳng để vào Lê Duẩn, cao tốc 02.